khiến Zero mất đi tốc biến trên người, nhưng cú bắn trả từ Red cũng là rất đau để Z mất đi 1/3 cây máu. Tiếp tục là viên thứ hai. Quang Hải Long Diệt nhưng bị bâng cầu đi mất cái dao bệnh. Cú bắn là quá đau đến từ Red. Đẳng cấp của hai đội tuyển này là điều không phải bàn cãi. Ngay trong ván thi đấu đầu tiên này, sự chênh lệch và sự khó đoán nó vẫn là khá cao này để có thể nhanh chóng snowball, nếu như không snowball quá nhanh. Trước đội tuyển đẳng cấp cao như VK Minh thì họ snowball từ từ những mục tiêu lớn thôi. Long trời rất đẹp khiến cho bên phía của VK Minh mất giải trên người. Long chảo đu ngược trở lại hất tung được hai người. Phi trưởng đã dạng cáo. Đó là bị Hạo Nhân trưởng đấm vào người. Đó là Khoa. Khoa có giải hỏa bạn ném xuống. Phi điệu liên tục từ bị đỏ, vị trí đó là gì? Nhưng đây là pha bắt vào tiếp theo của Quang Hải, phải giật ra ngay đến từ Quang Hải. Chúng một ui rồi, cú long trời ở đất và chúng thêm một viên chính kích nữa. Red vẫn đang đứng tầm xa ngắm tỉa và Madrid không ưng điều đó lắm. Nhưng chưa có bắt được bất cứ một ai cả. Trương White kè góc để VK Minh càn vào, một cú bắn hay đến từ Red để có thể giữ cự ly với VK Minh. Quyết định nhảy con mùa xanh mà có vẻ anh ta làm được rồi thì phải. Quang Hải vừa mất mùa xanh được cay chưa? Một cú viên chính kích tiếp theo vào vị trí của Madrid. Chính xác thì tình huống thi đấu trước đó thì đúng là Fit đã cướp được mùa xanh, còn Red thì hai viên vào những người chơi chủ lực của đối phương, và đây là quả quá một chiều ở ngay trong những trận đấu đầu tiên. Thường xuyên nó là như vậy và nó sẽ rất căng co những trong và cả hai bên cứ có quay từ giữa lao cơ khí rất có giá trị, khiến Zero mất đi tốc biến trên người, nhưng cú bắn trả từ Red cũng là rất đau để Z mất đi 1/3 cây máu. Tiếp tục là viên thứ hai chúng và Z không chơi được game. Quang Hải Long Diệt nhưng bị bâng cầu đi mất cái dao bệnh. Cú bắn là quá đau đến từ Red, khiến cho không chắc anh ta còn liền được bệnh hay không. Một cú bắn hay, 3 viên đến từ Red, 4 viên đến từ Red và nó liên tục trúng. Vừa đến từ Fish rồi bắt đầu cao đội tại sẽ bà chúa và sẽ bà chúa thuộc về cho ai đây? Quang Hải đu vào, Quang Hải Long Diệt, Quang Hải Phi Game Bay ngược trở lại, vâng có được sẽ bà chúa nhưng một người anh có thể đọc lại, đó là Fish. Zero băng vào loạn chạm, Zero mất liềm, Zero nằm lại băng, rồi. Băng chưa băng vào được nhưng Sinami là gục và Hàn cũng có thể nằm trong tầm bắn quá đâu. Xe Giang còn nhiều máu quá, hỏa bao làm đau được Red bắt sao mạnh. Red quay ngược trở lại, Xe Giang đánh nhà, đổi qua liền, bỏ người đánh nhà, đến từ Sài Gòn Phan Tôm và họ làm được. Và đây là một cú giáp thất lực choáng được Madrid rồi. Xoáy áo đến từ đó là Birdelby, nhưng Zero đang còn máu rồi. Vẫn đang là cú lao và hồi máu là khá nhiều. SKP đánh luôn một pha giao tranh trực diện 5 người. Và tôi đang cố gắng để xem lại Madrid ở trong tình huống thi đấu. Đây là pha thi đấu ở trong tình huống giao tranh. Và một bã phi tiêu đến từ hai AT. C đã cũng được một người nhưng với cái mình mất nhiều hơn. Họ mất hai người rồi. Sanbon vẫn là đội tuyển thắng lợi ở trong pha giao tranh vừa rồi. Họ bắt vào vị trí Madrid. Madrid được bay được lên nhưng Madrid chạy đi đâu đây? Madrid tốc tiến qua được bên kia và băng vào bên phía bên kia được ra khá nhiều sát thương. Họ hạ gục đến đi một người, đó là Quá không nói chuyện với cái này, một cái giáp nữa nhưng mà đem bao phi tiêu. Bao phi tiêu rất đẹp đến từ vị trí của đó là Si. Đó là một tình huống mà anh ta phải làm, bởi nếu như không có thêm bão phi tiêu thì có lẽ trận đấu này sẽ là một thế trận một chiều. Ra ta bắt đầu bay với Madrid, nhưng ta không có quá nhiều đạn, ta bị kẹt lại, ta bị dính bao lá của Phi, ta lên và điểm số là quá nhanh. Nhưng Madrid bay lên, Madrid bay chưa bay đến nơi thì anh ta mất đi một nửa lượng máu rồi. Bắn vào đến từ Zero, ảo anh chạm ui bao lá. Madrid phải bị hủy diệt bởi Fit. Fit đã có một tình huống bắt bóng được vị trí của đó là Madrid và tiếp tục là hủy diệt đến từ Sài Gòn Phan Tôm và họ thắng giao tranh rồi. Nhưng đây vẫn là 4-3 lúc này. Birdelby không về được nhà, Birdelby vòng ngược trở lại. Quang Hải bay ra, Quang Hải câu kéo, Quang Hải nằm lại rồi để không dành cho Fizz. Cố gắng băng vào bắt người nhưng Birdelby đẩy ngược trở ra. Bao phi tiêu xoáy được khá nhiều sát thương nhưng cuối cùng thì có lẽ là không có bất ngờ nào dành cho VK Minh rồi. Họ bị quét sạch và đây là 2-0 dành cho Sài Gòn Phan Tôm. Cả hai cánh triệt để thì phải, họ tiếp tục cướp đi cả hai con mùa xanh màu đỏ của đối phương. Birdelby bị kẹt lại, anh ta có sự mạnh như thế đáp xuống nhưng không cứu được. Truy thần lực có mặt từ vị trí Hàn. Madrid đã có đất diễn, Madrid băng vào tích nội tại. Madrid được chơi game, quỷ kiếm của Khoa là quá đau. Luyện cục vào giữa đối phương đến từ vị trí Khoa nhưng cú luyện cục này không có quá nhiều tác dụng. Mọi thứ chuyển về cuộc chơi kiểm soát và đẩy trụ. Giai đoạn đánh nhau bắt đầu nổ ra rồi, quỷ kiếm là khá đau. Quang Hải mất đi rất nhiều máu lúc này nhưng băng đã lấy đi mạng của Sen đeo rồi. Cầu băng xương đến từ Birdelby một gì theo Fit nhưng Birdelby có giữ được Fit hay không đây? Đổi được mạng nhưng Birdelby nằm lại ở tuyến sau, chỉ còn lại mỗi Madrid mà thôi. Giai đoạn này thì chất tướng của VK Minh không còn quá mạnh nữa. Bắt đầu bắt ép đánh từ bên phía của SKP, lao vào dí đầu Joker. Zero dí cho Z không được chơi game, băng hạng được Madrid thành công rồi. Fit không còn nhiều máu nhưng xung quanh ta là rất nhiều các đồng đội bảo kê. Cú quẹt quỷ kiếm là quá đau, băng ngược trở lại với cú long chảo dí theo Birdelby. Birdelby nằm lại thứ hai, Madrid nằm lại thứ ba, người thứ tư nằm xuống đó là Hàn. Quét hết rồi lại cầu mình Quang Hải à? Và Quang Hải lần này thì anh ta có lẽ là sẽ không cố gắng để ra để chịu chết đâu. Còn Sanbon thì họ muốn đợi Quang Hải, họ muốn bắt nốt Quang Hải cái đá, muốn farm thêm chỉ số đến từ SKP. Và Quang Hải chạy không nổi.